Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, kết giới Sima là gì và tại sao phải có kết giới Sima ạ? Kết giới Sima ở đây là muốn làm một cái khu để thực hành những cái tăng sự, cho có một cái sự riêng biệt, bởi vì cái này nó liên quan đến giới luật của các vị tỳ kheo. Khi mà một vị tỳ kheo muốn làm một cái tăng sự, như là cái tăng sự xuất gia cho những cái vị tỳ kheo khác, hay là tăng sự về dâng y ca thin đá, làm cái tăng sự về như Bồ Tát an cư tự tứ, thì cần phải có một cái cương giới. Tức là thì khi mà làm một cái nghi lễ nào đấy thì cần phải có cái sự đoàn kết hòa hợp của chư tăng ở trong một cái ngôi làng, ở trong một cái khu vực đấy. Nhưng nếu như mà trong cái ngôi làng đấy có một vị tỳ kheo nào đó không tham gia vào một cái tăng sự đấy thì tăng sự đấy sẽ không thành tựu được. Vì vậy cho nên là cần phải có một cái ranh giới riêng biệt, đó gọi là kết giới Sima. Kết giới Sima tức là quy định rằng trong cái khoảng ở trong cái khu vực này là cái khu vực đã được chư tăng chỉ định để làm những cái việc tăng sự ấy, và có tất cả các vị chư tăng ở trong cái khu vực của Sima đấy là những cái người đã đồng thuận, là những cái người đã đồng tình, hoan hỷ cùng làm đậu, cùng nhất trí một cái pháp tăng sự nào đó, thì tất cả chư tăng đều đồng tình hoan hỷ thì cái pháp đó nó thành tựu. Nó thành tựu là vì nó có một, vì có một cái khoảng không gian riêng biệt mà chư tăng đã tụng tuyên ngôn để kết giới. Đây là cái ranh giới, đây là cái khu vực Sima này. Đấy, thì khi mà làm một cái tăng sự gì thì dù ở trong cái ngôi làng đấy có những vị tỳ kheo đến tham dự hay có những cái vị tỳ kheo khác không đến tham dự thì cái tăng sự đó vẫn được thành tựu. Còn nếu như mà không có cái khu vực Sima đấy, khi làm một cái việc gì đó, một vị tỳ kheo khác người ta có thể hiện diện trong cái ngôi làng đó khiến cho cái tăng sự đó không thành tựu được. Vì cái lý do đấy nên mới cần kết giới Sima. Kết giới Sima là để phục vụ cho những cái việc tăng sự riêng biệt của chư tăng, thì cho một số cái việc đại sự quan trọng của các vị tỳ kheo, cho nên mới có sự kết giới Sima. Thì có giới Sima là do các vị tỳ kheo thực hành cái nghi thức kết giới, hoặc là có những cái giới Sima một cách tự nhiên, như là người ta ở xung quanh đó có một cái hòn đảo nằm ở giữa sông, ở giữa một cái ao hồ đấy, hay là thì người ta cũng có thể thực hành những cái pháp Sima, thì coi đấy là một cái ranh giới riêng biệt. Đấy là cái giới Sima tự nhiên, còn không thì cần phải thực hành cái nghi thức xả Sima cũ và kết giới Sima mới. Thì vì vậy cho nên mới gọi là kết giới Sima là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Điều kiện để một buổi xuất gia được viên mãn thì yêu cầu những gì ạ? Con có được nghe một số nơi nói rằng vị giới tử phải phát âm thật chuẩn tiếng Bali thì buổi lễ mới được đúng pháp. Điều đó có đúng không ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Để mà xuất gia thành tựu thì cái việc xuất gia thì Đức Phật quy định theo nhiều cái giai đoạn khác nhau. Như là thời Đức Phật thì một cái người xuất gia chỉ cần phát tâm là xin Đức Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử xuất gia. Rồi Đức Phật thì tùy theo từng người, những người có ba la mật thì Đức Phật chỉ cần nói một cái từ bằng tiếng Pali là Ehi Bhikkhu, tức là hãy đến đây này tỳ kheo, pháp được kéo thuyết giảng, hãy thực hành giáo pháp này, thì vị đấy ngay lập tức thành tựu cái pháp xuất gia. Hoặc là sau này thì một cái vị có thể đọc lên ba cái lời Buddham Saranam Gacchami, Thammang Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, là vị ấy phát nguyện là trở thành một cái vị đệ tử xuất gia. Thì vị ấy được chấp nhận bởi Đức Phật hoặc một vị tỳ kheo nào đó thì được trở thành người xuất gia. Sau này nữa thì Đức Phật quy định là phải có các cái vị thầy tế độ, để có các cái vị thầy hòa thượng, thầy A-sa-nê,
cái vị thầy tôn chứng thì phải lập nên một cái giới đàn, và cái vị đó cần phải trải qua những cái pháp thọ xuất gia khác nhau. Nên là cái vị thầy đó phải là một cái người thành tựu ở cái pháp xuất gia. Ví dụ như là có những cái vị thầy vị ấy xuất gia nhưng mà nó không thành tựu, như là vị ấy là cái người mạo nhận cái tăng tướng người xuất gia thì vị ấy độ cho đệ tử cũng sẽ không thành tựu. Nhưng mà có những cái người vì đấy là những người đồng tính không được phép xuất gia, nhưng mà vị đấy xuất gia không ai biết, thì khi vị ấy làm thầy tế độ thì cái người đệ tử đấy pháp xuất gia ấy không thành tựu. Hoặc là có những người nữ người ta giả vờ làm người nam, người ta cải nam trang thì người ta giữ đóng giả làm tỳ kheo thì người ta cho đệ tử xuất gia, pháp xuất gia nó không thành tựu. Vậy thì cái pháp xuất gia nó thành tựu nó cũng còn nhiều nguyên nhân. Ví dụ cái người giới tử đấy là một trong những cái người có được có đầy đủ những cái pháp có thể trở thành người xuất gia được, nên là đó là một cái người tức là một cái người mà không phạm vào những cái pháp quy định, như là được cha mẹ cho phép xuất gia này, vị đó không phải là người lưỡng căn, không phải là người đồng tính này. Vị đó tức là không phải là một cái người phạm vào cái tội bất cộng trụ, vị đó là một cái người không phải tức là giống như là phi nhân hay là một cái gì đó, tức là phải đầy đủ những cái yêu cầu là cái người đấy phải là cái người được phép xuất gia như vậy. Thì rồi sau đó vị đấy cũng phải đọc những cái từ Pali, nó cũng phải chuẩn, tức là phát âm ba cái từ con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng bằng cái tiếng Pali, thì cái đấy cũng bắt buộc thì đó phải phát âm cho chuẩn nữa, thì cái sự thành tựu nó sẽ cao hơn. Rồi là cái pháp xuất gia của sa di thì nó khác, cái sự thành tựu của một cái pháp xuất gia tỳ kheo thì nó lại khác nữa. Một cái pháp xuất gia của sa di thì nó dễ hơn, chỉ cần một vị thầy tế độ và có thể thọ giới sa di cho vị đó bất cứ chỗ nào cũng được. Nhưng mà nếu mà xuất gia tỳ kheo nó thành tựu được thì đòi hỏi là vị ấy cần phải có một cái không gian, một cái phải ở phải thực hành cái pháp đó ở một cái nơi đã kết giới Sima. Và phải có các đầy đủ các cái vị như là thầy tế độ, thầy hòa thượng, thầy a xà ni, thầy giáo thọ và các vị tôn chứng, tam sư thất chứng thì phải phải đầy đủ như thế. Rồi là còn nhiều cái vấn đề liên quan nữa, nên là cái vị xuất gia tỳ kheo thì sẽ cần cái sự yêu cầu cao hơn nữa, nên là nó vậy mới thành tựu được cái pháp xuất gia như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ. Con thưa sư có dự định giảng về Trường Bộ Kinh, Vi Diệu Pháp, Thanh Tịnh Đạo, Tương Ưng và Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh không ạ? Con xin sư từ bi giảng dạy cho chúng con ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Thì cứ cứ giảng dần dần lần lượt, cứ đến đâu thì biết đến đấy. Hiện tại sư đang giảng kinh Trung Bộ thì mới được 30 bài, mà trong đó có tới 150 bài. Hết kinh Trung Bộ này cũng còn rất lâu, còn thời gian thì sư sẽ giảng tiếp. Cái này thì cứ đến đâu thì sẽ thực hành đến đấy. Chứ sư cũng không dám nói trước, không dám hứa trước những cái gì nó còn quá là xa vời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn. Con kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị tỳ kheo, tăng hay ly, hệ phái Bắc Tông hay khất sĩ, đã phạm giới bất cộng trụ, cụ thể là hành dâm, nhưng không xả y hoàn tục hay sám hối. Sau đó vị ấy nhập thất hành, thiền miên mật theo giới định tuệ. Vậy vị ấy có thể tu chứng đắc được các tầng thiền định và thiền quán không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu như mà một cái vị mà là một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni, nhưng mà trong giáo pháp thì cái thời Đức Phật chưa có các cái hệ phái Nam Tông hay là Bắc Tông, thì lúc đấy thì Đức Phật thì nói là nếu như một cái vị đấy là một cái vị tỳ kheo mà phạm vào cái giới bất cộng trụ rồi thì cái vị ấy có tu, nó là pháp chướng đạo thì nó sẽ khiến cho cái vị ấy không thể tu chứng được các pháp thượng nhân như là thiền thông đạo quả được.
là cái tội phạm và tội bất cộng trụ thì nó thế. Nhưng mà cái thời đấy thì chưa có những cái vị bên Nam Tông hay Khất Sĩ, à Bắc Tông hay Khất Sĩ. Cho nên là trong giới luật trong kinh Đức Phật không đề cập đến cái chuyện này. Không đề cập mà sau này mới phân ra thành các hệ phái khác nhau. Cho nên là cái điều này đến bây giờ thì không biết được. À, thì mọi người ai tu thì người đó biết mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn. Con kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị cư sĩ đã từng hành thiền ở trường thiền Pa Au và đã được công nhận là đã chứng đắc các tầng thiền định, cụ thể là tứ thiền, và đã thực hành xong thiền quán. Sau đó, vị ấy về Việt Nam và tiếp tục đi làm, vẫn sống cùng vợ chồng con cái. Vậy vị đó có giữ được sự chứng đắc của thiền định và thiền quán như khi còn ở bên Pa Au không ạ? Con xin sư giải thích rõ vấn đề này giúp con ạ. Tại con thấy có rất nhiều vị xuất gia và tại gia ngộ nhận về vấn điều này, về vấn đề này. Con cho rằng chỉ cần giữ được năm giới thì vẫn giữ được sự chứng đắc của thiền định và thiền quán như khi còn hành thiền miên mật ở bên Pa Au ạ. Con xin tri ân sư ạ. Cái việc mà tu chứng đắc các cái tầng thiền thì những cái pháp thiền ấy, nếu như mà một cái người nào mà cứ duy trì được, nếu như vị đó sau khi mà tu tập một thời gian rồi mà khi mà trở về tại gia, nhưng vị ấy có được cái môi trường thuận lợi, tức là vị ấy vẫn thực hành thiền hàng ngày, vẫn duy trì được cái đời sống độc cư im lặng, vẫn có cái đời sống thanh tịnh, thì vị ấy vẫn giữ được những cái pháp mà vị ấy đã thực hành. Nhưng nếu như mà vị ấy quá lăng xăng, quá bận rộn, cái tâm nó bị ô nhiễm, những cái phiền não nó sinh khởi, thì cái tầng thiền bắt đầu nó yếu dần đi. Và khi mà vị ấy không nhập được vào tầng thiền thì những cái pháp về tuệ quán ấy, nó cũng không còn rõ ràng nữa, dần dần nó cũng suy đi. Thế là nhưng cái này thì nó tùy từng người. Thế là có người người ta vẫn thực hành được, vẫn thực hành đều đặn hàng ngày thì người ta vẫn duy trì được, thì trừ có những người người ta bỏ hẳn, người ta không thực hành thì cái điều đó nó suy thoái đi. Cái này chỉ có tự ai người ta tu tập thì người ta mới biết, chứ mình không thể biết và mình không thể nhận định và đánh giá phán xét về người ta được. Nên là cái việc tu tập của người ta thì kệ người ta thôi, tất nhiên là mình không nên bàn luận đến việc tu tập của người khác làm cái gì. Còn cái vị đó tu tập được cái gì thì vị đấy có được cái lợi ích cho bản thân, vị ấy giữ được thì vị ấy sẽ giữ được cái lợi ích đấy, nó là tài sản của bản thân họ. Họ giữ được thì họ sẽ được hưởng cái lợi ích đó, nếu như họ không giữ được thì họ sẽ mất mát, đánh mất cái lợi ích của chính họ thôi. Họ có được thì mình mừng và mình hoan hỷ cho người ta, chứ mình không phán xét là người ta còn hay mất thì mình có biết được đâu mà dám nói. Đối với lại cái pháp thiền thì nó cũng thế, những người mình sống ở trong môi trường thanh tịnh thì cái tâm nó thanh tịnh thì mình sẽ duy trì được cái pháp thanh tịnh ấy. Còn nếu như mình đến cái môi trường ô nhiễm, tâm mình bị ô nhiễm theo thì cái pháp đó nó cũng sẽ yếu dần đi, đó là cái quy luật tự nhiên, mình chỉ cần biết như thế thôi. Còn một cái người tu mà chứng được đến những cái pháp siêu thế, như chứng được các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả ấy, thì cái pháp đấy nó tuyệt đối không bao giờ mất đi, dù cái vị đó sống ở trong cái môi trường như thế nào đi chăng nữa, ô nhiễm đến mức như thế nào, thì cái đạo quả siêu thế ấy tuyệt nhiên nó tuyệt đối không bao giờ nó mất đi được. Còn những cái pháp thiền chứng hiệp thế thì khi mà nó gặp thuận duyên thì nó phát triển, mà gặp cái nghịch duyên thì nó lại suy yếu đi. Thì đấy nó còn tùy theo cái pháp mà cái vị đó chứng đạt là cái pháp gì. Thì còn cái việc vị đó có duy trì được hay không thì mình không biết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Dạ mô Phật, con thưa sư, con có thể nói và giải thích cho một người không tin vào nhân quả và không tin vào việc có kiếp sau như thế nào để họ hiểu và làm nhiều việc thiện, tránh tạo nghiệp xấu ạ. Con xin tri ân sư nhiều ạ. Để mà nói cho người khác hiểu nhân quả và tin nhân quả thì cái này nó còn tùy theo cái trình độ, cái khả năng của mỗi người. Có những cái người nào mình đã học được rất là nhiều những cái pháp,
những cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì có rất nhiều bài kinh Đức Phật đã nói về cái nhân quả, nên là nói về những cái thiên giới, các cái đọa xứ, chỉ bày ra những cái nghiệp nhân, cái quả báo rõ ràng, thì nó còn tùy theo mình có cái cách giải thích làm sao cho nó thuyết phục, nó phù hợp với cái nhận thức, phù hợp với cái niềm tin, phù hợp với cái tâm lý của cái người nghe đó, và còn tùy thuộc vào cái nhân duyên của cái người đó. Có những cái người có nhân duyên khi nghe Phật pháp thì người ta rất là hoan hỷ, như đói được ăn, như khát được uống, dù cái lời pháp đó phát xuất ra từ cái người nào, nhưng đó là những cái lời của Phật thì người ta đều rất là hoan hỷ, kính trọng và tăng trưởng niềm tin. Còn có một số người vô duyên với giáo pháp thì dù cái người nói đó có là một bậc giác ngộ như Đức Phật hay một vị A-la-hán mà trực tiếp thuyết pháp, họ cũng không để tâm, họ cũng không để tai, họ cũng không phát khởi niềm tin, và họ cũng sẽ không có tin đi theo cái con đường đó. Thì cái việc mà có thể muốn hướng đạo cho một người khác, muốn giảng giải Phật pháp cho một người khác, thì ngoài cái việc mình cần phải rất là thông thạo về pháp học, thông thạo về pháp hành, có cái sự thành tựu về trí tuệ, có cái sự thiện xảo về cái sự thuyết giảng, diễn giảng, diễn đạt ra, thì nó còn phải tùy duyên như vậy nữa. Tức là có những người mình có thể nói cho người ta hiểu tin, nhưng mà cũng có người dù mình có nói gì người ta cũng không hiểu, không tin. Thì cái này mình không có thể là có một cái phương pháp nào mà có thể thay đổi được cái nghiệp của mỗi người hay là cái duyên của mỗi người được. Cái này cứ mình tùy theo khả năng của mình, mình có thể thuyết phục người ta được đến đâu thì được, người ta tin thì người ta tin, mà không tin thì thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tham Mạng. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị tu chứng các tầng thiền, rồi lại chuyên tâm học Pháp, thì có thể giữ được các Pháp thiền đã chứng không ạ? Vị mà tu chứng các tầng thiền rồi lại chuyên tâm về pháp học, nếu như mà khi mà chuyển tâm sang pháp học thì cái tâm nó cũng hơi động một chút, nhưng nếu như vị ấy học ở cái mức chưng vừa phải thôi thì vẫn giữ được các cái tầng thiền. Như vị đó đã thực hành những cái pháp thiền định rất là sâu vững chắc rồi, hay là có thể thực hành cả đến thiền quán rồi, có thể đi hết cả thiền chỉ, thiền quán rồi, sau đó vị đó chuyển tâm vào pháp học, thì vị ấy hàng ngày vẫn để một khoảng thời gian, vẫn có một cái thời gian nào đó để thực hành thiền, thì vị ấy vẫn giữ được cái pháp pháp thiền đó, vẫn không bị mất đi. Nhưng nếu như vị đó từ bỏ cái pháp hành đó tuyệt đối, không có ngồi thiền một giờ nào hết và từ bỏ một thời gian dài sau, thì cái pháp thiền đấy nó mới yếu đi, rồi dần dần nó mới mất đi. Còn như nếu như vị đó vẫn thực hành thì nó vẫn không mất. Thì cái pháp học nó cũng làm cho cái tâm của cái vị đó tăng thêm cái trí tuệ. Cái pháp pháp học cũng là một cái pháp hỗ trợ cho pháp hành được, nên là một cái người mà học đúng cái pháp của Đức Phật, học kinh điển này, cũng vẫn được, không không có làm cho vị đó mất pháp thiền đi được, thì trừ khi vị đó bỏ không hành thiền nữa nó mới mất. Cái vị đó còn hành thiền, vị đó vẫn giữ được thiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Mạng. Làm sao để biết được ai là người hiền chí và muốn thân cận với người hiền chí thì phải làm sao ạ? Người hiền chí thì một cái người có chí thì mới biết được người hiền chí. Một cái mình phải là một cái người có cái trí tuệ, giống như là một cái người mà mình có học Phật pháp này, thì khi mình tiếp xúc với một cái người khác mình mới biết là một cái người này có hiểu biết về Phật pháp. Vậy thì cái người có hiểu biết về Phật pháp mới biết được cái người có hiểu biết, hay là một cái người có sự thực hành pháp thì vị ấy mới biết được cái người đấy là có thực hành pháp hay không thực hành pháp. Một cái người có đức tin thì mới biết được người đấy có đức tin hay là cái người đấy không có đức tin. Vậy thì một cái người mình muốn biết được cái người khác là cái người hiền chí thì mình cần phải thực hành những cái pháp của các bậc hiền chí trước. Tức là mình càng thực hành được một cách chuyên sâu được bao nhiêu thì mình cái trí tuệ của mình nó sẽ sáng lên, và dần dần mình trở thành những bậc hiền chí lên, thì sau đó mình mới sẽ nhận biết được các bậc hiền chí. Nên là một cái bậc
Hiện chí là cái người phải là cái người vô tham, vô sân, vô si thì được gọi là bậc hiện chí, một cái người có cái tâm thanh tịnh, có cái giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tri kiến. Mình đó là những cái bậc hiền trí. Thì chỉ có người có giới, có định, có tuệ thì mình mới biết được người nào có giới, có định, có tuệ. Thì thứ nhất là mình cần phải thọ trì giới hạnh, thì sau đó mình mới biết ai là cái người có giữ giới hay không. Vì mình có thọ trì rồi mình mới nhận biết được người đấy có thọ hay không, có, mình có chân chánh thọ thì mình mới biết được người đó có chân chánh hay không, hay là dối trá. Và mình có thực hành thiền thì mình mới biết cái người đó có thành tựu, có thành thiền hay không. Thì mình cần phải thọ trì những cái pháp của các cái bậc hiền trí như vậy. Thì Đức Phật dạy những cái pháp của các bậc hiền trí, như là mình thọ bát quan trai giới ấy, đó cũng là những cái pháp của những bậc hiền trí. Hay là mình thọ trì những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiên, niệm hơi thở vào ra, niệm tứ đại này. Thì mình có thọ trì những cái pháp đó, có thực hành những cái pháp của những bậc hiền trí đó, thì sau này mình mới nhận ra được là cái người nào có thọ trì cái pháp đấy hay là người đó không thọ trì cái pháp đó. Thì đó là cái cách mà nhận biết, thì nó là như vậy. Hay là mình thân cận những cái vị nào mình thấy giới hạnh của mình tăng trưởng, định của mình có cái sự tăng trưởng, tuệ của mình có cái sự tăng trưởng, mình có cái tín tâm nó tăng trưởng, cái khuynh hướng hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ nó tăng trưởng. Đấy thì mình biết rằng những thân cận những bậc như vậy đấy là mình đang thân cận những bậc hiền trí. Còn nếu như là mình thân cận những người nào mình cảm thấy càng ngày mình càng trở nên phóng dật hơn, càng ngày mình càng trở nên bất thiện hơn, mình ưa thích phóng túng, ưa thích ham chơi bời, hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, làm cho giới hạnh suy yếu, tâm mình càng tán loạn hơn, làm cho cái ô nhiễm lên, làm cho mất đi cái định, cái trí tuệ phân biệt là tốt xấu, hay là cái chánh niệm tỉnh giác nó suy yếu đi, cái niềm tin nó suy yếu đi, cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ niết bàn nó suy yếu đi, thì mình biết đó không phải là bậc hiền trí, mà những cái vị như vậy mình cần phải tránh xa. Còn thân cận một cái bậc hiền trí thì mình có thể thân cận bằng cái cách đó là mình đến để mình tham vấn, hay là đến để hỏi về pháp cũng là thân cận một bậc hiền trí. Hoặc là có những bậc hiền trí ở những cái cách cái khoảng không gian rất là xa, ví dụ như là thời bây giờ mình không còn gặp được Đức Phật, thì Đức Phật là bậc hiền trí đấy nhưng mình không còn, nhưng mình còn gặp được giáo pháp của Đức Phật đây này, thì mình thọ trì cái pháp của Đức Phật đấy chính là mình đang thân cận bậc hiền trí này. Nên là Đức Phật mới nói rằng là cái người nào mà thực hành cái pháp của ta thì cái người đó đang ở bên ta, còn những người nào sống ở gần ta nhưng không thực hành cái pháp của ta thì người đấy là xa ta ngàn dặm. Vậy thì dù mình có ở bên cái bậc hiền trí hay là ở bên Đức Phật hay các bậc hiền trí, nhưng mình không thọ trì, không thực hành pháp thì mình cũng cách xa các bậc ấy ngàn dặm. Còn dù mình có cách xa về không gian, thời gian, nhưng mình có thọ trì, có thực hành những cái pháp thượng nhân đó, có thực hành những pháp thiền chỉ quán giới định tuệ đó, thì là mình đang thân cận những bậc hiền trí rồi. Vậy mình cứ thực hành pháp đi, mình thực hành pháp đấy chính là các bậc hiền trí đó. Vậy nên là mình nói là với một cái người có trí mà thân cận một cái bậc hiền trí thì là như lưỡi nếm vị cay nhé. Còn cái người ngu si mà thân cận bậc hiền trí là như muỗng nếm vị cay, những cái muỗng mà cho vào cái thìa nồi canh nó chẳng biết vị canh là gì. Một cái người ngu mà sống với người trí thì cũng như thế, không nếm được cái vị ngọt của giáo pháp. Còn có những người sống mặc dù rất là cách xa với Phật pháp tăng nhưng mà người ta có thọ trì, có thực hành thì là người ta đang thân cận các bậc hiền trí rồi. Thì đấy là mình cứ thực hành pháp là đã đang thân cận những bậc hiền trí rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Ma. Con thưa sư, mình muốn sống hòa hợp với mọi người, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và nói xấu lẫn nhau, thì phải làm sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Muốn sống hòa hợp với mọi người nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi, nói xấu mà bất hòa với nhau, thì để mà sống hòa hợp được với mọi người không có những cái mâu thuẫn ấy thì cái này nó cần phải có cái, tức là tâm của mình nó cần phải có một cái sự kham nhẫn. Là đôi khi cái người đấy mà muốn sống hòa hợp, thứ nhất mình phải có cái tâm từ, có cái lòng, cái tâm từ với
các cái người sống ở xung quanh đó cả trước mặt lẫn sau lưng, tức là cái vị đấy ngay ở trước mặt phải có cái thân từ, tức là không có thể hiện ra bằng cái sự khinh bỉ qua những cái cử chỉ ở nơi thân. Đấy là có cái thân từ ái, có cái lời nói, tức là mình không có nói những cái lời mỉa mai, có những cái lời nói mà thể hiện cái sự khinh thường, hay là có những cái lời nói khiến cho những cái người xung quanh đó bị tổn thương. Tức là một cái người mà mình nói ra những cái lời gì đó mình chê trách, chỉ trích, khinh thường thì sẽ khiến cho những người người ta hận hậm hực, người ta oán hận ở trong lòng, thì cái đoàn cái sự hòa hợp đấy nó không thể phát triển được, mà nó chỉ tăng trưởng thêm cái mâu thuẫn thôi. Vậy thì nó phải có cái từ khẩu nghiệp trước mặt lẫn sau lưng là vậy, là mình phải nói ra một cái lời gì nó phải có cái tâm từ ái đi cùng, chứ không được nói với cái tâm sân, hay là với một cái tâm khiêu khích, với một cái tâm chỉ trích, phỉ báng. Có cái từ ý nghiệp, tức là mình phải ngay ở trong cái nội tâm của mình thường xuyên phải nghĩ về những cái điều tốt mà của cái người ở xung quanh đó. Nhưng mà là mình không có nhìn vào cái mặt xấu mà mình phải nhìn vào cái mặt tốt, biết là một cái người biết biết học Phật pháp này, biết thực hành Phật pháp này, có cái thân tức là biết cái tâm thành kính đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng này, có cái tâm cầu đạo học đạo này, thì đó đã là một cái người đáng quý rồi, là một cái người, vị đó cái tâm như vậy là hiếm có ở trên đời rồi. Thì cái người đó mặc dù là người ta có cả những cái mặt tốt mặt xấu, nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn nghĩ về cái tốt nhiều hơn là nghĩ về cái xấu của cái người đó, thì cái người đó sẽ sống hòa hợp, và người đó mình muốn để hòa hợp được với mọi người ở xung quanh thì có những cái tâm từ và có cái tâm bi, tức là mình thấy rằng mọi người đều là cái chúng sinh khổ đau đang tầm cầu cái sự giải thoát khổ đau, có cái tâm hỷ là mong cho những người ta được thành tựu những cái điều mà người ta mong muốn, chứ mình không có cái tâm ganh tị. Có cái tâm xả, đó là thấy rằng mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Quán về cái nghiệp như vậy thì mình cũng giảm bớt được những cái mâu thuẫn, những cái phiền não, những cái mâu thuẫn đến nhau như vậy. Thì nó có rất là nhiều những cái pháp mà mình có thể áp dụng để sống hòa hợp, như là cái pháp lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa đấy, nội hòa, kiến hòa, giới hòa. Thì những cái đấy có cái sự hòa hợp lẫn nhau, thì nó có cái sự hòa hợp, có cái sự hòa hợp nữa mà có cái sự hòa hợp tốt nhất, đó là mình ít tụ tập nói chuyện, nói những cái chuyện nhảm nhí và nói đến những cái riêng tư của người khác, như là những cái môi trường nào mà những cái người sống trong cái môi trường đấy nắm chuyện, tức là cứ ngồi với nhau là đem chuyện người này ra nói bàn, cái bàn bạc à, cái người này có cái mặt tốt thế này, mặt xấu thế này. Thì thường thường cái tâm lý của con người là như vậy, người ta nói cái tốt của người khác rất là ít. Chỉ có những người nào cả cái thiên hạ này đã công nhận đồng ý đó là cái người tốt rồi, và người ta biết là nói tốt cái người này có lợi ích cho bản thân mình. Ví dụ như là có những người con luôn luôn nói tốt về những người cha của mình, về những người thân của mình, bởi vì những người nói tốt đến những người thân của mình thì cái bản thân mình cũng được tốt nây, tức là để được thơm nây đó, thì mình mới nói tốt thôi. Chứ còn mình biết rằng nói tốt cho người này mình không lợi ích thì không bao giờ cái tâm lý con người nó muốn nói cái tốt người khác, mà nó luôn luôn thích nói xấu người khác. Vì cái tâm lý muốn nói xấu người khác đấy, nó làm cho cái tự ngã của mình cảm thấy là mình hơn người. Mình biết rằng cái người mình đi nói xấu người khác để thể hiện rằng cái người đó thấp kém, để cho mình khỏi bị tự ti. Tức là nếu như mình là đề cao người khác là tốt lên thì tự nhiên mình lại cảm thấy mình là người kém cỏi, còn nếu như mình hạ thấp cái người đó xuống mình tự nhiên lại cảm thấy mình là cái người cao thượng. Đấy là cái tâm lý, cái bản ngã, cái ngã mạn, cái ích kỷ của con người, thích hay nói xấu người khác là vậy. Đó là cái bệnh phổ thông chung chung của cái thế giới này, của cái thế gian này, của cái phàm phu tục tử này.
Nhưng mà ở cái môi trường nào để mà bớt đi những cái phiền não đấy thì là cái môi trường đó là im lặng, không nói chuyện phù phiếm thì nó mới không có những cái mâu thuẫn này, tức là để mà giảm bớt tối đa những cái sự nói xấu nhau, để giảm bớt tối đa những cái mâu thuẫn, những cái thù hiềm oán ghét lẫn nhau. Đó là cái môi trường đấy không có những cái người tụ tập để nói chuyện phù phiếm, để bàn luận tốt xấu về người này người kia. Vậy nên là ở cái môi trường tu đạo mà thấy ai tụ tập mà để nói chuyện này nọ thì phải tật suốt ngay những cái người nắm chuyện đó. Người nắm chuyện đó ở môi trường nào là người ta sẽ chia rẽ, người ta sẽ công kích, người ta sẽ nói xấu những cái người tốt. Đôi khi người ta nhằm vào những người tốt, người ta nói xấu để người ta đánh bật cái người tốt đó ra, để làm cho cái người đó trở thành cái người có mang tiếng xấu ở trên đời. Khi ở trên đời nó vậy, chứ không phải là cứ người cứ tốt mà người ta sẽ nói tốt đâu. Nhiều người tốt người ta vẫn nói xấu, còn có những người xấu thì người ta lại nói xấu nhiều hơn nữa để cho thỏa mãn. Nên là cứ người nào trong cái môi trường ấy hãy im lặng, không nói chuyện gì cả, không bàn luận những chuyện tốt xấu của người khác, thì cái môi trường đấy sẽ ít có những cái chuyện mâu thuẫn, sẽ ít có những cái sự nói xấu lẫn nhau. Thì cái môi trường đấy luôn luôn im lặng, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn nỗ lực thực hành, luôn luôn niệm về cái chết ở trong bản thân mình, thì không còn thời gian đâu mà bận tâm mà quan tâm đến cái tốt xấu của người khác nữa, thì nó sẽ bớt đi những cái chuyện phù phiếm, nó bớt đi những cái chuyện nói xấu lẫn nhau đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Xuyến Phan ạ. Dạ, con xin cung kính đảnh lễ sư. Xin sư cho con hỏi. Thưa sư, con ngày thực hành 4 đời thiền, nhiều là hơn 2 tiếng, ít là 1. Con thấy con thay đổi, nhiều phiền não không khởi lên, nhưng vọng tưởng vẫn tới. Bắt đầu vào thời thiền là con buông thư toàn thân, niệm ân đức Phật, được khoảng 5 phút thì có ánh sáng, cứ dần dần sáng lên suốt thời thiền. Và hết ngày này sang ngày khác, con hướng tâm thì có hỷ lạc và con nhất tâm đến quang tướng đó. Con thưa sư, con cứ vẫn tiếp tục thực hành như vậy có được không ạ? Con xin chiên sư ạ. Này nó còn xem mình đang thực hành pháp thiền gì. Nếu mình thiền niệm ân đức Phật ấy, thì mình sẽ lần lượt niệm ân thứ nhất Arahant, rồi niệm đến ân thứ hai Samma Sambuddho, niệm ân thứ ba Vichacharanasamanna, niệm ân Sugato Lokavidu, niệm dần dần hết cả chín ân như vậy cho nó thuần thục đi. Còn nếu như mình đang thực hành thiền hơi thở thì mình để tâm vào hơi thở, khi nó có xuất hiện quang tướng mình có thể duy trì cái quang tướng đó được 2 đến 3 tiếng liên tục, không mà ngày nào cũng như ngày nào liên tục như vậy mà cái định nó vẫn rất là tốt rồi, thì mình hãy thực hành thêm một bước nữa là để tâm sang cái tự tướng đó, chú tâm ở trên hơi thở một thời gian như khoảng gần 1 tiếng cho cái quang tướng đó nó mạnh mẽ rực rỡ lên, thì sau đó mình chuyển tâm sang mình nhận biết cái tự tướng đó, duy trì tâm ở trên tự tướng đó cho đến hết thời thiền. Mình cứ làm được như vậy thì những hôm sau mình sẽ giảm bớt cái thời gian chú ở hơi thở xuống từ 1 tiếng xuống 50 phút, 40 phút, 30 phút, 20 phút, 10 phút. Dần dần như vậy rồi mình tăng cái thời gian chú ở trên tự tướng lên. Nên cái bước tiếp theo thì hãy thực hành như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Sen Trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Sư có ước nguyện xây dựng ngôi chùa trở thành trường thiền và sẽ thực hành như những ngôi chùa bên Myanmar như quý ngài Ba Âu không ạ? Ngôi chùa là một cái chú xứ thực hành thiền thì nó phải tùy duyên, tùy nhân duyên. Như là mình chỉ cần biết rằng là mọi người có cái tự thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, và cái mỗi ở một cái quốc độ thì nó có cái sự khác nhau. Ở một cái vùng miền, mỗi vùng miền nó có cái sự khác nhau, thì mình không thể so sánh được ấy, chứ mình không thể có cái sự tham vọng ngông cuồng, mình nghĩ rằng là mình cũng có thể làm được như các ngài ba la mật của các ngài nó khác, công đức cái phước lành ý nguyện của mỗi người mỗi khác nhau. Như là một cái người mà mình lấy bản thân mình để so sánh một vị Phật chẳng hạn thì đó là một sự ngông cuồng lớn,
Hay là một cái mình mà lấy mình để so sánh với những cái bậc có đức hạnh lớn hơn thì nó sinh ra ngạo mạn. Khả năng của mỗi người thực hành pháp hay là mình có thể làm được một cái những cái việc gì cho giáo pháp được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu, làm được đến đâu thì mình biết đến đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiện Chí ạ. Dạ, kính thưa bản tê, thế nào là sự đoạn trừ tuyệt đối thân kiến ạ? Một người Phật tử tại gia còn công việc phải giao tiếp với xã hội, nên vị ấy có nhu cầu làm đẹp cho thân bằng đẹp, vậy vị ấy còn bị thân kiến chi phối đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thân kiến là một cái vị đấy phải hiểu rõ ra được cái thân này, thân năm uẩn này, là cái vị đấy phải thấy được cái, phải phân tích ra được cái thân này là sắc uẩn, phải thấy được cái sự tập khởi nguyên nhân sinh ra sắc, thấy được sự đoạn diệt, thấy được con đường đơn thuận đoạn diệt của sắc, thấy được cái tính sinh diệt của cái sắc này, nó vô thường của vô ngã. Rồi cũng như vậy với thọ tưởng hành thức, thì đó phải phân biệt ra được thọ, ra được tưởng, ra được hành thức, là phân biệt ra được những cái pháp chân đế đó ở cái mức độ thật sự tuyệt đối. Rồi vị ấy tuệ chi được cái sự sinh diệt, thấy được sự vô thường của vô ngã của nó, vị ấy thể nhập với cái sự vô thường của vô ngã ấy, vị ấy chứng được niết bàn, vị ấy giác ngộ được cái pháp siêu thế, thấy được cái đạo quả thứ nhất đấy, thì vị ấy mới thoát trừ, là đoạn trừ được thân kiến, tức là đoạn trừ được cái tà kiến ở nơi thân, biết rằng cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, biết rằng nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, tuệ chi rõ ràng nó là như vậy, cho nên cái tà kiến về thường lạc ngã tịnh nó không thể khởi lên cho bất cứ trong một cái hoàn cảnh gì, thì không bao giờ nó còn coi rằng cái thân này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh nữa, mà nó luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh mà thôi. Thì đấy là một cái vị đó đã đoạn trừ được những cái tà kiến ở ở nơi cái thân năm uẩn này là như vậy. Khi mà vị đó đoạn trừ được như vậy rồi thì vị đó sẽ luôn luôn thể nhập với cái trí tuệ đó, trí tuệ giác ngộ đó, thì cái sự tham ái với cái thân, cái chấp thủ với cái thân năm uẩn này là nó đã giảm đi rất nhiều rồi, nó đã suy yếu đi rất nhiều rồi, cho nên là cái sự tham ái dính mắc vào cái bản thân của mình nó rất thấp, cho nên cái vị đấy sẽ không bao giờ còn ưa thích trang điểm mà cho cái thân này nữa. Thì cái người còn tham ái với cái thân mới thích trang điểm cho thân, thì cái người mà cái vị đó đã nhàm chán thấy cái thân này nó bất tịnh hôi thối rồi, thì cái vị đấy cái nhu cầu về cái sự trang điểm cho cái thân nó không còn nữa, vì với bản thân cái vị đấy lúc nào thân này cũng là thối, chứ không bao giờ cái thân này còn thơm, lúc nào thân cũng là bất tịnh, chứ không bao giờ cái thân này nó là tịnh. Thì đấy mới là cái sự đoạn trừ thân kiến là vậy đó. Còn vị đó còn trang điểm cho cái thân thì còn tham ái, nhưng mà cũng có người người ta chỉ làm do cái nhiệm vụ, do cái công việc, do cái việc người ta biết rằng là mình cần phải như thế này, vì một cái công việc nhiệm vụ gì đó mà không hề có cái sự tham ái dính mắc ở trong đó. Cái điều đó mình không thể thể nói, không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài mà suy luận suy xét về cái tâm thức của người ta được, như là bà Visakha mà chứng được sơ quả đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi, nhưng bà vẫn trang điểm đồng nãy xinh xắn và vẫn mặc những cái đồ rất là giá trị quý báu. Thì cái đấy mình cũng không thể nói rằng cứ những cái người nào mặc đẹp mà xinh xắn là những cái người còn tham ái với thân, thì cái này nó còn chỉ có nội tâm thì mới biết được, chứ còn nhìn cái hình tướng bên ngoài không nên đánh giá con người đó, cái tâm của họ là sao. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đức Mạnh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư tử vi chỉ dạy cho con cách sám hối các tội lỗi mà mình đã gây ra như thế nào cho đúng ạ. Con xin tri ân sư ạ. Sám hối các cái tội lỗi, sám hối các tội lỗi là mình khởi lên cái lòng hổ thẹn với những cái việc tội lỗi đó, và mình suy xét đến những cái quả báo, cho nên mình sợ hãi những cái việc tội lỗi đó. Thì mình có cái lòng hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ những cái điều tội lỗi đó, chính là sám hối. Rồi hoặc là mình sám hối để cho có được cái tâm mạnh mẽ hơn, đó là sám hối trước một cái bậc có đức hạnh lớn, như là trước một cái bậc thầy
có giới định tuệ, có đức hạnh lớn, mình có thể bộc bạch những cái nỗi lầm của mình, bày tỏ ra con đã làm vì ngu si, vì bất thiện, vì vô minh, nên đã làm những cái việc tội lỗi như thế như thế. Xin ngài hãy chứng minh cho con sám hối, từ nay mãi mãi về sau không bao giờ làm cái việc tội lỗi bất thiện đó nữa. Thì khi mà mình có cái sự bày tỏ như vậy, và mình có cái lời hứa là sẽ không bao giờ làm những cái lỗi lầm đấy nữa, đấy chính là sự sám hối trước một cái người khác như vậy, để mình có cái ấn tượng nó mạnh mẽ ở trong tâm, mình ghi nhớ được lâu dài và mình không tái phạm tương lai. Đấy là cái cách sám hối như vậy, mình có thể đối trước người khác để sám hối, hoặc nếu như không có ai là cái người mình đáng tin tưởng để mình phát nộ ra những cái điều đó, thì mình hãy tự sám hối trước Phật đấy, trước ban từ Phật, để mình tự hoặc là mình tự tâm mình khởi lên cái ý định, từ nay ta sẽ từ bỏ những cái lỗi lầm này, không bao giờ ta phạm vào những cái lỗi lầm này nữa. Khi mình khởi lên cái ý định như vậy thì đã là sám hối rồi, hối nghĩa là mình có cái sự hồi tâm chuyển tánh, từ bỏ những cái lỗi lầm đó, dứt bỏ những cái lỗi lầm đó, thấy cái lỗi lầm đó là lỗi lầm thì đó là sám hối. Còn một cái người mình không thấy được lỗi lầm là lỗi lầm thì là cái người đấy là không có sự sám hối. Còn mình biết đây là lỗi lầm và lỗi lầm này nên từ bỏ, mình ngay cái trí tuệ nó biết như vậy thì đã là sám hối rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Quang Hải ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị Bồ Tát và một vị A-la-hán thì công phu hành trì và tu tập giống và khác nhau ở điểm nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Một vị Bồ Tát ở đây là muốn nói một cái vị đấy đang thực hành Bồ Tát đạo để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai, thì đó có thể được coi là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát ấy, thì vị ấy sẽ thực hành 10 cái pháp Ba La Mật, như là bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, xuất gia Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật, từ tâm Ba La Mật, xả tâm, quyết định Ba La Mật, thân thật Ba La Mật, tham nhẫn Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, tức là đầy đủ 10 cái pháp Ba La Mật. Thì vị đó có thể có những kiếp vị đó chuyên một cái pháp Ba La Mật như là bố thí, có những kiếp thì vị đó chuyên về một pháp Ba La Mật như là xuất gia. Thì cái vị Bồ Tát sẽ là cái người thực hành những cái pháp Ba La Mật như vậy, nhưng trong khi còn đang thực hành Bồ Tát đạo thì vị ấy là một phàm phu, tức là vị ấy vẫn còn tham sân si, chứ chưa phải là một bậc thánh nhân. Mặc dù vị ấy có thể là một vị Bồ Tát được Đức Phật thọ ký rồi, có thể là một vị Bồ Tát mới khởi cái ý định mình sẽ tu tập tích lũy các Ba La Mật để trở thành một vị Phật trong tương lai, thì khởi lên cái ý nghĩ như vậy thì cũng được gọi là vị Bồ Tát, nhưng Bồ Tát ấy chưa thành tựu. Còn một vị đang hành Bồ Tát đạo mà được một vị Phật thọ ký rồi thì đấy là một vị Bồ Tát bất thối lui. Thì cái vị ấy tùy theo từng kiếp, nếu mà có những kiếp gặp Phật pháp, vị ấy cũng có thể xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, có thể thuộc lòng Tam Tạng, cũng có thể thực hành được tứ thiền bát định, có thể có được ngũ thông hiệp thế. Nhưng một vị Bồ Tát thì vị đấy không chứng các cái quả thanh văn, tức là vị ấy không chứng sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả, vị ấy không chứng những cái quả vị thánh nhân khi chưa đủ các Ba La Mật để trở thành một vị Phật thánh đẳng giác, thì vị ấy không chứng đắc đạo quả gì cả. Vị ấy có thể chứng được thiền, chứng được thần thông nhưng không chứng đạo quả. Hoặc là có những kiếp vị ấy khuynh hướng về bố thí thì vị ấy bố thí rất là cao, có những kiếp vị ấy khuynh về tinh tấn, có những kiếp thì vị ấy có khuynh hướng về giữ giới, tùy theo từng kiếp mà vị ấy thọ trì khác nhau. Còn một vị A-la-hán, tức là một vị thanh văn giác, thì vị ấy sẽ cũng có những kiếp vị ấy tích lũy các Ba La Mật giống như vị Bồ Tát vậy, tức là có những cái kiếp vị ấy từng tích lũy các Ba La Mật như thế, cũng bố thí Ba La Mật, cũng giữ giới Ba La Mật, cũng từ tâm xả tâm chân thật quyết định Ba La Mật, nhưng mà ở cái mức độ, cái thời gian tích lũy các Ba La Mật nó ngắn hơn, và hay là cái vị đấy là cái vị chuyên tâm thực hành thiền chỉ quán, tức là cứ luôn luôn giữ giới định tuệ, thì vị ấy rất nhanh chóng chứng quả A-la-hán. Nếu như một vị nào mà cứ nỗ lực thực hành giới định tuệ mạnh mẽ thì vị ấy sẽ hướng đến chứng đắc đạo quả một cách nhanh chóng. Còn có những vị thì vừa thực hành giới định tuệ nhưng mà vị ấy vẫn thực hành những cái hạnh giống như những vị Bồ Tát khác, cũng thực hành những 10 hạnh Ba La Mật vậy.
cho đến khi mà cái giới định tuệ của vị ấy viên mãn thì vị ấy chứng được các cái đạo quả thanh văn, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Khi chứng các đạo quả rồi thì vị ấy đoạn trừ phiền não và vị ấy sẽ chứng sẽ nhập niết bàn trong cái kiếp đó, vị ấy không còn đi luân hồi tái sinh nữa. Còn một vị Bồ Tát thì sẽ vẫn còn luân hồi tái sinh dài dài để khi nào viên mãn các ba la mật, vị ấy trở thành một vị Phật rồi vị ấy mới nhập niết bàn, và lúc đấy vị ấy mới chấm dứt luân hồi tái sinh. Thì nó có sự khác nhau như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là ý nghĩa như thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây phi cũng nghĩa là không, tưởng có nghĩa là những cái tâm tưởng ghi tưởng nhớ ấy, hay là nói chung cho là tâm thức. Tâm thì đi kèm với tưởng, nó luôn luôn đi kèm với thức, với xúc, với thọ. Tưởng cái tư nhất hành mạng quyền tác ý tâm thứ, tức là tất cả các tâm và tâm sở nói chung. Thì tưởng vì ở trong cái tầng thiền tâm nó phải hướng đến một cái đối tượng, nó chánh niệm tỉnh giác trên một đối tượng cho nên gọi là tưởng. Vậy thì trong cái tầng thiền phi tưởng có nghĩa là không còn tưởng, nhưng mà cái câu sau lại nói là phi phi tưởng. Vậy thì không còn nhưng không phải không còn, đấy là vậy. Có nghĩa ý muốn nói rằng còn tưởng, tưởng gần như hết nhưng không phải là hết hẳn. Thì tức là ở cái mức độ phi tưởng phi phi tưởng tứ thì cái tưởng nó trở nên vi tế, nó trở nên rất là thâm sâu cho nên gọi là phi tưởng và phi phi tưởng, nhưng nó chưa hết tuyệt đối, nó vẫn còn một chút xíu rất là ít ỏi cho nên mới gọi là phi tưởng mà không còn tâm nhưng không phải còn tâm, tức là không còn tưởng nữa nhưng không phải không còn, là nó còn nhưng nó còn rất là ít thôi. Ví dụ như là bây giờ một cái người một cái vị nào đó, một cái vị thầy mới bảo đệ tử là hãy lấy bình bát lại cho ta. Thì cái người đệ tử đó mới đến nói với vị thầy là thưa thầy trong bát có nước. Thế là cái người thầy bảo ồ có nước à, thì hãy đưa nước đấy cho ta tắm. Thế là cái người đệ tử bảo thưa thầy có nước nhưng không còn nước, không không còn nước để tắm. Bảo là đấy, còn nước sao lại không tắm được, tức là còn nước nhưng mà nó chỉ còn một chút nó dính lại trên cái bát thôi. Cái bát nó còn nước như vậy mà cho thức ăn vào thì nó bị quyện với nước thì không hay, nhưng mà đem đi tắm hay đem đi rửa mặt hay là để uống ấy thì nó không đủ. Vậy cho nên là nó còn nhưng nó chỉ còn dư sót một chút xíu, một chút rất là ít, cho nên là mới gọi là phi tưởng. Mà phi phi tưởng là vậy, tức là không còn tưởng nhưng không phải không còn tưởng, nó còn một chút xíu tưởng nó khởi lên ở trong cái tầng thiền đó, cho nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ thiền sinh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi vì sao hành thiền nhiệt độ cơ thể tăng và mồ hôi cùng nước mắt tuôn chảy tự động. Như vậy thì có bình thường không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mồ hôi tăng nên nhiệt độ tăng, mồ hôi nước mắt tuôn chảy như vậy thì cái sự thực hành này là cái nó không có sự tự nhiên, hay là cái sự thực hành này là nó có đã khởi lên những cái tâm không đáng khởi, tức là mình có thể khởi lên cái niềm tin quá mãnh liệt, khởi lên cái hào hứng quá mãnh liệt, mình đã suy luận suy xét đi kèm với cái pháp thiền đó, tức là những cái cảm thọ, những cái cảm xúc, những cái ý nghĩ nó đã khởi lên một cách quá là nổi trội, thái quá, hay là có cái sự tinh tấn thái quá, phân tích suy luận, hay là có cái niềm tin nó thái quá, nên là mình đã suy luận thái quá và nó không có cái sự định tĩnh, không có cái sự thản nhiên lặng lẽ, cho nên nó mới khởi lên những cái hiện tượng đó. Thì cái hiện tượng đó thực hành như vậy là có vấn đề, cần phải điều chỉnh lại, là cần phải điều xem lại cái đề mục mình thực hành nó như thế nào, và hãy giữ cho cái tâm nó tự nhiên, đừng suy luận, đừng phân tích gì hết, đừng có khởi lên những cái cảm xúc gì hết, để cho ngồi nó phải rất là thảnh thản thảnh thơi, nó rất là an vui tự tại, chú tâm rất nhẹ nhàng bình thường, và mình đừng có khởi lên cái ý là ta đang làm một cái việc gì đó cao siêu,
để cho cái tâm nó khỏi sinh ra những cái ảo tưởng, thì nó sẽ hết những cái hiện tượng đó. Chứ nếu như còn phát sinh những cái hiện tượng đó thì do mình thì cái tâm nó còn rất là loạn, chứ không định tĩnh, mà do cái hiểu và cái sự thực hành nó có cái gì đó sai sai, cho nên nó mới phát sinh ra cái hiện tượng đó. Nên là cần phải điều chỉnh lại và cần phải học lại để mà thực hành cho nó tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để có thể suy nghĩ tích cực hơn khi con đang phải trải qua những biến động về tâm lý ạ. Con xin tri ân sư ạ. Tích cực hơn khi trải qua những biến động về tâm lý. Tâm lý là biến động về cái gì? Suy nghĩ tích cực hơn là thì bây giờ mình luôn luôn quán về nghiệp nhân quả báo, nghiệp và quả của nghiệp. Tất cả những sự vui khổ của mình là do những cái nghiệp thiện ác của mình đã tạo ra. Thì bây giờ mình gặp những cái chuyện khổ đau thì mình biết đó là do cái quả của những nghiệp bất thiện nó khởi lên. Giống như người có nợ thì mình vẫn phải trả nợ thôi. Mình hãy vui vẻ với điều đó, mình không thể trốn được, không thể trốn những cái quả của nghiệp được. Khi mà cái nghiệp nó đến, lúc nó trổ quả rồi mình làm sao chạy được. Mình đã tạo ra những cái điều không may, không hay, không không thiện này thì bây giờ nó mới cho cái quả báo là mình không được như ý như vậy. Thì mình hãy tuệ chi quan sát về những cái nghiệp và quả của nghiệp ấy, để mình trấn tĩnh cái tâm lại. Khi mình gặp những cái chuyện tốt là do những cái quả của những thiện nghiệp, mình gặp những chuyện xấu là do quả của bất thiện nghiệp, do mình làm mình chịu thôi, chứ có phải là do ai đó làm hại mình đâu. Nên mình hãy quán như vậy thì nó sẽ có được cái tư tưởng tích cực lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Lợi Hạnh ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, thưa sư, con muốn hỏi mức độ tấn lực và niệm lực cần thiết trên đề mục hơi thở để có thể đắc thiền ạ. Tầm quan trọng của biết đề mục ngoài tư thế ngồi, so sánh thiền hành với ngồi thiền, mức độ lợi ích để phát triển định như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tấn lực và niệm lực cần thiết, cái này nó cần phải được quân bình, nó không nên thái quá về một cái gì. Nếu như là mình tinh tấn ấy, thì mình cần phải hiểu cái mức độ tinh tấn nó vừa phải, giống như người đánh đàn ấy. Dây đàn căng quá không hay, dây đàn trùng quá không hay, mà dây đàn vừa vừa không căng không trùng thì cái tinh tấn quá không tốt, mà tinh tấn yếu quá không tốt. Nó giống mà tinh tấn ở cái mức trung bình vừa vừa thì mới tốt. Đấy là khi tinh tấn thì mình phải luôn luôn biết là cái tinh tấn trên cái pháp trung đạo thì mới tốt hơn. Vậy thì tinh tấn nó thái quá thì mình phải hướng tâm đến cái định tĩnh để nó quân bình lại, đừng để cho nó thái quá. Và tinh tấn nó ở cái mức trung vừa vừa thì là sẽ tốt hơn. Là khi mà mình mà không có tinh tấn thì mình cần phải khởi lên tinh tấn. Khởi lên tinh tấn bằng cái cách là mình tưởng niệm về sự chết để cho nó gấp rút lên, mình tưởng niệm về cái sự cao quý của giáo pháp, mình tưởng niệm về cái sự cao thượng của Đức Phật, mình tưởng niệm về cái lợi ích của cái việc tinh tấn và thực hành giáo pháp này, thì tinh tấn nó sẽ khởi lên do cái sự suy xét của mình. Nhưng nếu như mà tinh tấn nó khởi lên mạnh quá thì mình phải khởi lên cái tâm định tĩnh, tức là mình phải phát khởi làm sao cho cái tâm định tĩnh của mình nó phát sinh. Cách là mình biết quân bình các căn lại, rồi làm cho cái tâm của mình nó nặng nề lại, nó thản nhiên ra một chút thì cái tâm nó sẽ định tĩnh xuống. Tức là lúc ấy mình giảm bớt cái suy xét phân tích đi để cho nó nặng nề thản nhiên lại thì nó sẽ quân bình lại, đừng để cho tinh tấn nó thái quá mà cũng đừng để cho nó yếu quá. Thế là tinh tấn. Còn niệm niệm thì nó không cần phải quân bình với cái gì hết. Niệm nghĩa là mình luôn luôn ghi nhớ không quên, thì đấy là niệm. Khi mà cái tâm của mình nó ghi nhớ một cái gì đó liên tục mà nó không quên thì nó tạo thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh của niệm tức là nó ghi nhớ liên tục, đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ, lúc nào nó cũng có cái sự tỉnh giác thì nó sẽ có chánh niệm. Vậy thì cái tỉnh giác nó sẽ làm tăng cái chánh niệm lên. Mình có chánh niệm thì mình sẽ có tỉnh giác, có tỉnh giác có chánh niệm. Vậy là cái đấy là niệm lực, là liên tục không gián đoạn là được rồi. Còn tinh tấn thì phải biết tăng giảm tùy theo từng lúc từng nơi.
Lúc nào đáng tăng thì phải tăng, lúc nào đáng giảm thì phải giảm. Đấy là tinh tấn là vậy. Tinh tấn ở nơi thân nó khác, còn tinh tấn ở nơi tâm nó khác. Thân mình tinh tấn là mình nỗ lực thực hành, ngồi được càng lâu càng tốt, mệt quá thì đứng lên đi nè, như hạn chế tối đa việc nằm ngủ nghỉ, tức là càng ít nằm càng tốt, càng ngồi với đi nhiều càng tốt. Như thế thì mình sẽ duy trì được cái tinh tấn ở nơi thân. Còn tâm của mình tinh tấn là mình tinh tấn, nó có nhiều cái khía cạnh. Tinh tấn đoạn trừ những cái bất thiện nó khinh lên, dục tầm sân tầm khởi lên là phải tinh tấn đoạn trừ nó. Tinh tấn để mình khởi lên những cái ước muốn chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Tinh tấn mình giữ cái chánh niệm tỉnh giác, không bị mê mờ. Tinh tấn đoạn trừ các triền cái, và tinh tấn an trú tâm ở trong cái pháp đó. Thì đấy là tinh tấn ở cả thân và tâm là như vậy. Thì là nếu có được cái sự tinh tấn và có được chánh niệm thì mình sẽ thành tựu được cái pháp thiền đó. Thiền ngồi với thiền đi thì ngồi thiền sẽ tốt hơn, khi nào nó mệt lắm mới đứng lên đi thiền hành một chút, còn lại thì nên dành đa số thời gian để ngồi thiền. Ngồi thiền định sẽ thâm sâu mạnh mẽ và phát triển nhanh hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huệ Nguyễn ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một vị tự xưng mình là Phật độc giác, nhưng vẫn còn tham sân si như một người bình thường, thì vị ấy có đúng là một vị Phật độc giác không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không đúng đâu nha. Cái thời bây giờ không có Phật độc giác. Trong khi giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác còn tồn tại trên thế gian, còn có tượng Phật, còn có giáo pháp, còn có chư tăng, thì không bao giờ có một vị độc giác Phật xuất hiện. Sau này cái giáo pháp của Đức Phật đã không còn tồn tại nữa, thì sau này có thể có những vị Phật độc giác sẽ xuất hiện. Thì những vị ấy có đức hạnh cũng ngang với chư Phật chánh đẳng giác, thì uy đức của vị ấy rất lớn, chứ không có tầm thường như một cái người bình thường. Nhưng bây giờ có ai xưng là Phật độc giác, người đó đang tăng thượng mạng, chắc chắn họ sẽ bị đọa vào địa ngục nếu họ không sám hối nhanh. Và mình đừng có a dua theo, kéo mình vào địa ngục theo. Nếu một vị Phật độc giác làm sao có tham sân si được. Vị Phật độc giác thì thường ở trong núi Tuyết Sơn, thỉnh thoảng đi du hành trong không gian, vào nhân gian khất thực, và rồi đa số thì lại trở về trong núi tuyết, chứ ai lại sống ở thế gian này mà lại nói là Phật độc giác được. Okay. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được sang buổi sau ạ. Tạm dừng ở đây nhé. Gửi hồi hướng. Idam me punyam asang vakkhajam vaham hotu. Idam me punyam Nibbana Pachajo Hotu Mama Punya Bhagam Sabbasatanam Pachemi Tesabe Medamam Punya Bhagam Napandu Sadhu Sadhu Sadhu.